tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Biết Tuốt, và đặc biệt chào hai gia đình dễ thương. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với hai, chắc là hai chị em đây, hai chị em tròn tròn, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đó là bé Anh Thư và bé Anh Kiệt. Chào hai con. Kiệt năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. 7 tuổi, còn Anh Thư năm nay con mấy tuổi? Dạ con 9 tuổi. Con 9 tuổi, ở nhà ai quậy nhiều hơn? Dạ em Kiệt. Kiệt cũng tự giác lắm, ai quậy nhiều hơn cái giơ tay lên xung phong. Vậy còn Thư thì sao? Con là chị, ở trong nhà con có quậy không? Dạ hơi hơi. Hơi hơi, hơi hơi là quậy cỡ nào hả? Con quậy cái gì rồi, con kể chú nghe thử coi. Con không biết nữa. Quậy mà không biết quậy cái gì, có ăn vụng không Thư? Dạ, có. Kiệt có à? Rồi có chơi đồ chơi xong mà bày bừa không dọn dẹp không? Con thì không, em thì có. Vậy con có dọn phụ em không? Dạ không. À, à rồi, chị em yêu thương nhau quá. Rồi cảm ơn hai con nha. Giới thiệu với quý vị khán giả, bố mẹ của hai bé Anh Thư và anh Kiệt, anh Vi Ngọc Anh và chị Trần Thị Nga. Hiện nay gia đình mình công việc là gì vậy ạ? Tôi làm bên kế toán. Dạ. Kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn. Còn bà xã của anh? Bà xã này làm nội trợ. Bà xã làm nội trợ. Bà xã nhà chăm sóc hai siêu quậy này thấy làm sao ạ? Hơi bị đuối à. Quậy lắm. Nãy hai bé nói có quậy mà không biết quậy gì hết trơn ấy. Thôi giờ chị có thể chị kể cho mọi người nghe coi mấy cái trò quậy của hai bé ở nhà là gì được không? Cứ giành đồ chơi rồi nó đánh lộn suốt ngày. Như kỳ vậy, hai chị em gái chơi búp bê, chơi đồ hàng, con trai chơi xe tăng, chơi xe hơi, có cái nào đâu mà dành. Nó vẽ, nó khoái vẽ. Dạ. Hai chị em có chung một sở thích. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ghé thăm nhà của hai chị em Anh Thư và anh Kiệt. Xin chào chương trình. Con tên là Vi Trần Anh Thư, năm nay con 9 tuổi, đây là em con. Còn con là Vi Trần Anh Kiệt, hôm nay con 7 tuổi, xin mời tham quan nhà con. Đây là cái tủ lạnh khổng lồ của nhà con. Cái gì ở trong tủ lạnh nhà con đều to hết. Đây là quả xoài khổng lồ của nhà con. Nhà con là con ăn nhiều nhất. Đây là cái bụng của em con. Bụng của bố con còn to hơn bụng của con. Tại vì bố con đã uống bi. Đây là bàn khen viết chữ đẹp của con. Đây là bàn khen của con được viết chữ đẹp cấp quận, cấp trường. Chị con hơi ngu một chút thôi chứ thông minh lắm. Còn em là copy bài bạn gái, được bạn gái cho đồ chơi về nhà. Ngày xưa có một cô công chúa, nghe đồn là có một chàng hoàng tử bị phù phép biến thành chú ếch, nên cô đã bèn hung thử và hoàng tử xuất hiện. Ta là hoàng tử này, sao có bị gãy thế? Tại vì ta chiến đấu quá nhiều nên chiến bị gãy. Xin giới thiệu đây là bức tranh của bố mẹ và người còn trẻ. Hồi trẻ bố con rất đẹp trai, bây giờ bố con hơi đẹp thôi. Bây giờ bố con bị bụng hơi to. Mẹ con là trẻ rất đẹp, nhưng mà bây giờ hơi già chút xíu. Em không thấy mẹ già. Nếu mẹ muốn không muốn già thì mẹ phải không được la tụi con. Em con nhìn giống con hà mã, hơi mập mập, bụng hơi giống bố, giống thì xệ. Má thì phình lên. Em phải con hà mã, em con hổ. Em chẳng giống con hổ chút nào mà giống con hà mã hơn. Vậy anh có chị giống con heo rừng. Tóm lại con thấy chị My xấu hơn con. Ủa, lúc mà chú thấy trên hình nó hình như Kiệt bị súng hai cái răng đúng không? Giờ mọc lại chưa? À, tao cười giúp chú coi coi. À đúng rồi, lúc mà quay hình này nè chú dòm thấy sao mà trống trước trống sau. Từ quơ luôn á, thấy có hai cái răng nanh thỉa ra không hà. Cảm ơn cả nhà mình nha, rất là ngộ nghĩnh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với gia đình còn lại. Gia đình của Nguyễn Đình Minh Thắng và Nguyễn Đình Minh Khôi.
Bé nào là Thắng, bé nào là Khôi đâu? Dạ, con là Thắng. Con là Thắng. Con là Khôi. À, ở nhà các con tên gì? Tên con tên Chuột. Chuột. Con tên Tin. Con tên Tin. Tin và Chuột, hai anh em cách nhau mấy tuổi rồi? Dạ, 1 tuổi. Vậy là ở nhà hai anh em chơi thân với nhau lắm đúng không? Không thân hả? Tại sao lại không thân? Con thương em con không? Dạ không. Tại sao lại không? Em mình mà mình không thương. Tại sao vậy? Nói chú nghe coi. Phá quá. Phá quá. À, Khôi ơi, còn anh con có phá không? Dạ có. Vậy là hai anh em không có thân nhau lắm nè. Sẽ gặp gỡ ba mẹ các con để hỏi chuyện. Ba mẹ của hai bé Minh Thắng và Minh Khôi sẽ được giới thiệu. Anh Nguyễn Đình Vi Khải và chị Hồ Thị Thảo Nguyên. Xin chào anh chị. Hiện nay công việc chúng ta là gì ạ? À, mình là làm bên công ty xây dựng. Hiện nay thì mình cũng đang ở nhà, tại cũng có một cháu nhỏ nữa. Hai anh em này nói là không có thương nhau lắm kìa. Cái điều này thì như thế nào chị? Nói vậy thôi, chứ còn chơi thì lúc vui vẻ thì cũng chơi với nhau. Rồi giành qua giành lại rồi bắt đầu chia tay nhau, mọi người góc. Rồi người em thì hay đi mát mẹ hơn, có nghĩa là cứ mẹ mẹ anh hai dày dày rồi phải vô, phải nói chuyện, phải anh hai phải như thế này thế kia vậy đó. À, mời quý vị ghé thăm nhà của anh em Tin và Chuột. Xin chào chương trình Con Biết Tố. Con là Nguyễn Đình Minh Thắng, năm nay con 9 tuổi, con học lớp 4. Ở nhà con tên là Tin và đây là em con. Con tên là Nguyễn Đình Minh Khôi, năm nay con 8 tuổi. Ở đây là khu vườn nhỏ của nhà con. Ở trong đây là con chỉ biết có được coi 3 cây à. Ở đây là cây chuối nè, cây tắc nè, cây salad nè. Và đây cây salad mẹ con trồng. Mẹ con trồng sao mà gần héo hết trơn rồi. Bây giờ con phải xịt cho nó để nó bớt già đi nè. Đó. Còn đây là hình cố của ba mẹ nè. Hồi xưa là ba đẹp nè. Đó, con cười. Hồi xưa ba mẹ hơi ốm. Hồi xưa ba không có cái mụn ở đây nè. Lúc đó là mẹ rất là ốm. Còn bây giờ mẹ mặc y là ba mẹ rất là vui vì đang cưới nhau nè. Như đang nè nè. Cười không tôi nè. Đó, cười tôi đó. Thấy chưa? Ba con là một người đàn ông rất là đảm đang. Bồng em, rửa cho em, tắm cho em, lau cho em nữa. Mặc đồ cho em. Còn giờ mẹ con cũng đảm đang là làm việc nhà, rửa chén, lau nhà, quét nhà. Mẹ đẹp như bà Tiên, có lúc mẹ dữ như bà Phù Thủy. Có lúc mẹ cũng hiền, dịu dàng giống như công chúa. Dạ thì em con tối ngủ là hay bơm nước cho nhà con. Giờ thì cái mình ở ngoài kia đã bị nó trong một cú lũ lụt rồi. Giờ đang giặt ăn thì hả, chừng 24 tháng là hết đã dầm rồi. Còn ai như anh đâu, giờ 8 tuổi mà còn thả bóng nước. Dạ nó xấu em hả? Ơi dạ, ơi, không biết dạ cho bước lại, bước xuống. Giờ còn vụ đó không con Chuột? Dạ không. Sao anh không nói vẫn còn kìa. Như vậy là chúng ta đã gặp gỡ tham quan gia đình của bé Tin và bé Chuột, cũng như là bé anh Thư và bé anh Kiệt. Ngày hôm nay hy vọng rằng hai gia đình chúng ta sẽ có những khoảnh khắc thật vui cùng với chương trình Con Biết Tuốt. Ngay bây giờ sẽ đến với vòng thi đầu tiên.